trường. Đó là lý do của buổi gặp mặt hôm nay. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có thầy Hoàng Công Bình. Trước là vậy, xin mời thầy. Có thầy Phạm Phúc Thịnh. Dạ, xin mời thầy. Có thầy Ngô Văn Ba. Dạ, có sự có mặt của thầy Dương Tấn Long ạ. Có thầy Dương. Dạ, xin mời thầy. Dạ. Đặc biệt là ở rất là xa và lần đầu tiên đến với lớp chúng ta, đó là thầy Thuận. Thầy Thuận là thầy dạy văn của lớp cao năm đệ ngũ. Xin mời thầy ạ. Và có hai cô giáo, đó là cô Toàn. Xin cô Toàn ạ. Dạ. Và cô Minh Yến. Cô Minh Yến tuy chân yếu nhưng cô vẫn đến với lớp mình. Dạ, em xin cảm ơn các thầy cô. Về dự buổi gặp mặt chúng ta hôm nay có rất nhiều các bạn, đông đủ các bạn 6471. Nói đông đủ thì cũng chưa phải là đông đủ lắm, nhưng mà có thể nói là năm nay thì đủ nhiều hơn năm ngoái. Đặc biệt có rất nhiều bạn ở xa. Năm nay thì có thể lần đầu tiên có bạn Võ Công Phước, trước là học B1 phải không ạ? Thì nhiều năm nay bạn Phước đã bận trong quân ngũ, năm nay mới được nghỉ hưu và mới về học với chúng ta. Rồi có bạn Huỳnh Minh Dũng ở Mãi Nha Trang cũng về, bạn Hồng Nga ở Cần Thơ cũng về, bạn Quốc, bạn Xuân, bạn Cường, bạn Quốc, xin lỗi bạn Nguyễn Quốc lần đầu tiên đến với chúng ta, bạn Tuyến cũng rất là lạ, bạn Hỷ, và có bạn Nguyễn Văn Chương cũng lâu lắm mới đến, và có đi cả có phu nhân nữa. Xin tất cả các bạn cần rào móng tay ha. Nhân buổi họp mặt hôm nay, xin mời tất cả chúng ta dành ít phút để tưởng nhớ lại các thầy cô giáo đã dạy mình và các bạn học sinh 6471 cũng đã qua đời. Xin dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi ạ, xin mời các thầy, các bạn ngồi. Trong giờ phút này thì ban tổ chức tổ chức chúng tôi còn muốn xin dành ít phút để tưởng nhớ lại thầy Lê Hoàng Trung, là thầy giáo dạy môn nhạc của liên lớp mình. Thầy đã sáng tác bài Hành Khúc Học Sinh Phan Bội Châu. Xin mời chúng ta lắng động vài phút để ta nghe lại cái bài hát này. Xin mời. Trân trọng giới thiệu người thầy giáo nhạc sĩ Lê Hoàng Trung. Ông sinh ra và lớn lên ở thành phố Biển Phan Thiết. Ông đã tốt nghiệp hệ cao đẳng sư phạm âm nhạc Sài Gòn năm 1952 khi vừa tròn 22 tuổi. Con đường đến với bục giảng mở ra để chính thức trở thành giáo viên âm nhạc của trường Phan Bội Châu. Giờ học là những giây phút giao lưu giữa thầy trò, vừa truyền thụ kiến thức bắc tỉ mỉ, vừa tâm tình cởi mở hòa quyện trong âm thanh. Hơn 40 năm đứng lớp với tinh thần yêu quê, yêu trẻ và yêu nghệ thuật, ông đã viết nên những dòng âm thanh gửi gắm lòng mình. Nhạc và thơ như bóng với hình, không biết từ bao giờ ông mê đường thiên và ông không thả bước qua một bước ngắn
câu thơ của ông đã được đăng nhiều trong sách báo và các tuyển tập trong nước. Hiện nay ông là một hội viên của UNESCO Thơ Đường Việt Nam. Với ước nguyện của tuổi về chiều, ông mong muốn có một kỷ vật nho nhỏ cho đời mình, cho con cháu, bạn bè và các em học trò của Phan Bội Châu quý mến. Ước nguyện ấy nay đã thành hiện thực. Xin mời các bạn hãy lắng nghe dòng chảy cung bậc tiếp tục thì xin kính mời anh Tịnh thay mặt anh em cựu sinh Phan Bội Châu 6471 xin có đôi lời. Xin mời anh. Dạ, quý thầy quý thầy các bạn cũng thông cảm, bây giờ lão lai tài tận rồi, bây giờ đọc được cái gì hay cái đó, xin quý thầy với lại các bạn thông cảm. Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị là những cựu học sinh Phan Bội Châu niên khóa 64-71, xin thay mặt nhóm liên lạc tôi hân hoan trân trọng đón tiếp quý thầy cô anh chị cựu học sinh Phan Bội Châu niên khóa 64-71. Nhóm liên lạc xin chân thành cảm ơn tình cảm sâu sắc và quý báu của quý thầy cô anh chị đã sắp xếp thời gian vàng ngọc không quản ngại xa xôi hội tụ về đây tham dự buổi họp mặt hàng năm 2016. Sự có mặt của quý thầy cô là một vinh hạnh cho liên lớp 64-71 chúng em, tăng thêm không khí đầm ấm, tình cảm sâu đậm đối với học trò chúng em sau một khoảng thời gian dài đã qua. Vì hoàn cảnh cuộc sống, gia đình, xã hội, những lo toan ngày tháng, thời gian đã bào mòn tuổi tác vì vẻ già luôn trong chúng ta. Nhưng trong thơ sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn luôn hoài niệm thời tuổi trẻ, kỷ niệm tuổi học trò với nhau dưới mái trường Phan Bội Châu. Những hoài niệm hình ảnh quý thầy cô, bạn bè không bao giờ phai mờ. Thưa thầy cô, các bạn, năm vừa qua, khóa 64-71 đã có hai bạn là bạn Nguyễn Hoàng Minh và bạn Nguyễn Thanh Tùng ở Tuy Phong, hai bạn đã qua đời. Ban liên lạc cũng đã tổ chức thăm viếng phúng điếu, thăm bạn bè đau bệnh, thăm cha mẹ bạn bè qua đời. Kính thưa quý thầy cô anh chị, chúc quý thầy cô anh chị gần xa dù giàu sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin nên cảm ơn quý thầy cô trường tiểu học Thanh Nguyên đã giúp đỡ tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt hôm nay. Xin mượn ý của một người bạn để nói với những người bạn: tuổi trẻ đã qua đi không bao giờ trở lại, chỉ có chúng ta trở lại với chúng ta để hồi vọng một thời học sinh áo trắng vô tư. Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn.